Sau gần 8 tháng điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh đã đồng loạt tấn công trên cùng lúc trên nhiều địa bàn và phá thành công đường dây trộm chó chuyên nghiệp, tạm giữ 4 đối tượng là Võ Tá Quốc, Nguyễn Thị Hà, Võ Văn Cường, cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh và Trần Hậu Nghĩa, trú tại huyện Thạch Hà. Cơ quan công an thu giữ tại nhà Quốc 12 con chó, trọng lượng gần 200 kg, 4 xe máy, 1 gậy dí điện, bình xịt hơi cay, 1 nỏ cao su, 2 kẹp chó và 1 máy làm lông chó. Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến nay đã trộm hàng trăm con chó trên các địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên. Trong đó có đêm các đối tượng có thể trộm gần 30 con chó.